xin chào quý vị và các bạn hiện nay các tỉnh phía bắc đang nằm sâu trong vùng áp cao lạnh có cường độ ổn định do vậy thời tiết cũng có xu hướng tốt và ổn định hơn mặc dù trời vẫn còn nhiều mây nhưng mưa giảm chỉ còn xuất hiện ở mức độ vài nơi đồng thời trưa chiều trời giảm mây hứng nắng ấm nên nhiệt độ ít thay đổi và vẫn còn khả năng thấp nên tiết trời còn rét vẫn sẽ bao trùm trên khu vực Tại các tỉnh thành Trung Bộ, do nằm trong vùng nhiễu động gió đông trên cao nên thời tiết ở các tỉnh Trung Trung Bộ vẫn còn xấu. Duy trì những cơn mưa rào và rông diện rộng, thậm chí có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn rông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết lạnh ở phía Bắc và dịu mát ở phía Nam của khu vực. Nằm ở rìa xa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh nên thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ấm áp và ổn định hơn so với các tỉnh phía Bắc. Trên cả hai khu vực, phổ biến thời tiết có mưa rông ở vài nơi. Riêng Nam Bộ thì chiều tối có thể có mưa rào trên 1 phần 3 diện tích của khu vực. Còn ban ngày trời nắng đẹp và nền nhiệt độ ở Nam Bộ nằm trong ngưỡng cao nhất trên cả nước, với nhiệt độ buổi trưa dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Kính thưa quý vị, nằm cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km, thị trấn Ran sẽ là một trong những điểm đến thú vị cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên bình dị và thanh bình bởi đây là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Đơn Dương được bao quanh bởi những dãy núi cao khí hậu trong lành và mát mẻ ngay trong chính hành trình của mình du khách sẽ bắt gặp đâu đó những con đèo uốn lượn cùng những trang trại xanh mướt rau quả và cả những rừng thông mơ mộng ngoài ra nếu có thời gian du khách cũng có thể ghé thăm cánh đồng hoa hướng dương nở rực rỡ trong trang trại của công ty sữa Đà Lạt cách Ran chừng 40 km <laughs> Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo. Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi. Khu vực Tây Bắc, thời tiết khá nhiều mây nhưng chỉ có mưa nhỏ diện hẹp. Tiết trời rét nên du khách cần chú ý giữ ấm cho cơ thể trong suốt hành trình tham quan của mình. Tại Sapa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 11 đến 15 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 cho tới 20 độ. Và tại Điện Biên, nhiệt độ dao động là từ 18 cho tới 26 độ. Khu vực Đông Bắc, trời nhiều mây nhưng cũng chỉ có mưa rông vài nơi, tập trung ở vùng ven biển, trời rét. Tại một số điểm du lịch như là Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng, có mức nhiệt thấp nhất về đêm nay là từ 18 cho tới 20 độ và cao nhất trưa mai dao động từ 22 cho tới 23 độ. Khu vực miền Trung Bắc Đèo Hải Vân, ở phía bắc của khu vực chỉ có mưa vài nơi, nhưng càng đi xuống phía nam thì mưa càng tăng và có mưa rông rải rác. Phía bắc trời lạnh và nền nhiệt độ tăng dần khi xuống phía nam. Cụ thể như tại Sầm Sơn thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Tại Phong Nha kẻ Bàng, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 22 đến 25 độ và tại Huế, nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân, thời tiết có mưa tập trung ở khu vực phía Bắc nên các hoạt động du lịch trong vùng chưa mấy thuận lợi. Tại Đà Nẵng và tại Hội An đều có nhiệt độ trong ngày dao động là từ 24 cho tới 29 độ. Riêng tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 16 cho tới 22 độ. Càng đi sâu xuống phía Nam thì thời tiết khá tốt, trời ít mưa và hứng nắng. Tại cả điểm du lịch biển là Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu thì thời tiết khá tốt, trời ít mưa và có nắng ấm nên sẽ thuận lợi hơn cho du lịch. Hơn nữa, nền nhiệt trong ngày cũng không quá cao, cao nhất ngày mai dao động từ 30 cho tới 32 độ và thấp nhất đêm nay là từ 24 cho tới 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, thời tiết khu vực này vẫn khá tốt và dễ chịu với nền nhiệt độ vừa phải và mưa rông hẹp vào cuối ngày nên thuận lợi cho du lịch. Tại Pleiku, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 cho tới 28 độ. Tại Buôn Mê Thuột, nhiệt độ thay đổi từ 22 đến 29 độ. Và tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ dao động từ 16 cho tới 24 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến có ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng vùng ven biển có thể có mưa rải rác. Nhìn chung, thời tiết trong ngày còn khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 25 đến 34 độ, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ và tại U Minh, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, chế độ sóng gió trên biển có giảm dần về cường độ, tuy nhiên thời tiết chưa mấy thuận lợi cho du lịch biển đảo. Cụ thể, Tại Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Tại Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và rải rác, có nơi có rông, gió đông bắc cấp 4, có lúc giật cấp 5, biển bình thường và nhiệt độ thay đổi từ 25 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC 14 đài truyền hình cơ thể số VTC. Xin kính chào tạm biệt.